Hả? Mất tích á? Ừ, thì cả trường đang đồn ầm lên là tối qua có người vào nhà đấy, sáng nay đã mất tích rồi. Em cũng nghe mọi người kể, nhà đấy là nhà ma. Cứ ai mà đến đấy lúc 12 giờ đêm á là sẽ gặp ma, có đi mà không có về. Có 3 người bị mất tích rồi. Ui, sợ thế. Bảo nha, này á, tao quyết định sẽ vào cái nhà ma đấy, livestream cho cả trường xem, lác mắt luôn. Lần này anh like cho cả nước nó thấy con ma đấy mặt ngang mũi dọc như nào, khéo anh lại nổi tiếng thành thầy bắt ma đấy. À được, tối nay tao với mày đi. Ô, em đi cùng á? Nhưng mà anh ơi, em đang bị đau con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, sợ là tối nay em không đi được. Này này, đừng có mà lươn nhá. Hôm qua ngồi tăm tia con mi bên lớp B7, hôm nay lại bảo đau mắt. Nhưng mà cái đấy khác mà anh. Thế tóm lại mày có đi không? Dạ có ạ. Bọn này gan nhỉ, dám vào nhà ma để thám hiểm cơ à? Này, hay là bọn mình cũng vào đấy xem mặt mũi con ma nó đáng sợ như nào đi. Thôi, em không đi đâu. Ê, tao đi. Tuấn Quỳnh đi không? Tôi có. Tao thôi, hơi sợ. Sợ cái gì? Chị đại mà nhát như cây ấy, có tao đây không phải sợ nhá. Lần này chúng mình chinh phục cái nhà ma ấy, chúng mình đi chúng mình sẽ quay lại. Đấy, xong đứa nào muốn xem nhá, chúng mình sẽ bán linh cho chúng nó, mỗi đứa 50k. Thế là chúng mình vừa nổi tiếng, vừa có tiền, lại còn vừa được khám phá cái nhà ma đấy, đúng không? Được, đi luôn, duyệt đi chúng mày. Này, chúng mày cũng muốn đi vào cái nhà ma đấy à? Đúng, làm sao? Bây giờ tao với chúng mày thi, xem đứa nào thoát khỏi cái nhà ma đấy trước 3 giờ sáng, thi không? Mày nghĩ bọn tao sợ à? Chơi. Chuẩn bị hết điện thoại, sóng 4G, 5G căng đét chưa? Ồn áp hết rồi. Mà anh chị ơi, trời đã tối đâu, bọn mình ra đây làm gì sớm đấy? Cái con này chả biết cái gì cả. Làm gì cũng phải có sự chuẩn bị trước. Mình đến đây trước khi con ma xuất hiện. Hơn nữa, mình đến sớm nhá. Mình sẽ săn được con ma đó trước bọn thằng Long Tổ, hiểu không? Anh chị ơi, hay là cho em xin phép em về em thay bộ quần áo đã cho em ra nhá. Này, mày đừng có tính cái bài chuồn nhá. Đã thống nhất với nhau rồi, anh em cùng hội cùng thuyền, giờ mày bỏ về trước nhá. Bọn thằng Long Tổ nó thấy nó cười cho thối mũi. Thôi, không cần phải dài dòng, cho nó về xong bọn mình nghỉ chơi với nó luôn. Thôi em không về nữa. Phải thế chứ. Chúng mày sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Lai luôn đi chúng mày. Lai luôn anh chị. Chả thế thì sao? Mình phải câu khán giả từ bây giờ. Thế thì đến cái lúc mà gây cấn ấy, mới có nhiều người xem. Chứ cái lúc gây cấn mới lai thì ma nó vào kịp nó xem à? Lôi điện thoại ra triển luôn. Mà con Thảo, mày mồm 5 miệng 10, mày nói đi. Bật lên nói luôn đi. Vâng. Lai đi. Xin chào mọi người nha. Hôm nay mọi người cùng mình khám phá ngôi nhà ma nhá. Mọi người hãy chia sẻ livestream giúp mình nha. Xin chào các bạn thân yêu. Lúc này đã là gần 6 giờ tối rồi. Và chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, màn đêm sẽ buông xuống và bao trùm lên căn nhà này. Ấy, đêm nay nhá sẽ là một đêm rất kinh hoàng và hấp dẫn. Không hấp dẫn không lấy tiền luôn. Let go. Các bạn theo chân mình nhá. Cái con này cứ lẹt tẹt. Tối đây, đừng sợ, mới chỉ ban ngày thôi, ma chưa xuất hiện đâu, đừng sợ. Này, mẹ đang ở trên lưng tao ấy. Tại tao hơi giật mình chứ tao không sợ đâu. Anh Hiếu ơi, anh bảo là anh bảo vệ bọn em, mà anh còn sợ hơn bọn em đấy. Tao bảo tao giật mình thôi mà, giờ khác rồi. Theo tao. Này, thế mà đi đâu ấy? Lên tầng. Lên đến nhỡ gặp ma hay sao? Giờ này ma làm gì đã xuất hiện. Với cả mục đích của mình vào đây ấy, là để xem mặt ngang mũi dọc con ma nó như thế nào cơ mà. Thế chứ không thành đi công cộng à? À, đi. Đi các bạn. Ôi, từ từ. Ấy, đừng chen. Cho em đi trước đã. Ôi, bọn tay nha. Ôi trời ơi. Ý giời ơi, nào. Em đi bọn này, đi trước đi sau có giải quyết vấn đề gì đâu mà cứ chen nhau. Anh chẳng biết cái gì cả. Người đi cuối cùng hay bị ma bắt hơn. Đi bắt mà cứ ầm ầm.
nói. Thì ẩm mới đỡ sợ chứ anh. Thảo nói có lý đó. Cầm cho em. Thảo! Ôi! Mày đừng có gõ nữa, nói chuyện thôi là được rồi. Để xuống. Vâng. Đi nhanh đi. Đấy, muốn biết cái gì mở ra lại xem. Mày đi mà mở. Sao? Bảo tao. Thế sao lại là tao? Mày ra mà mở, mày bảo mày gan hơn tao cơ mà. À, chẳng cũng ra mà. Đi đi. Thế nào đấy? Này! Đấy, một khung cảnh thật ma mị và đáng sợ. Mọi người thấy thế nào? Có thấy mình dũng cảm khi dám vào đây không? Làm gì? Em sợ lắm anh Long ơi. Đứng dậy đi bạn. Vào. Đi. Nhanh. Cái thằng. Đấy, mọi người thấy không? Dăm ba cái nhà ma, không sao cả. Có cái gì đâu. Anh ấy có lên nữa không? Sợ gì mà sợ. Chắc chưa anh? Chưa hỏi lắm. Đi. Ra. Tuấn ơi, Tuấn, dậy đi. Mày ơi mày, tao vừa mơ gặp một cái đầu lâu. Không phải mơ đâu. Vừa nãy có một cái đầu người ở đây thật mà. Ôi trời ơi, sợ thế. Mày ơi, đi khỏi đây thôi. Nhanh, chết đi. Ở này. Cái Thảo, cái Tuyến, cái Quỳnh đâu? Chúng nó đâu?
Mà điện thoại của tao đâu rồi? Hình như mang lấy điện thoại của tao rồi sao mày ạ? Ôi Hiếu ơi, tao sợ quá Hiếu ơi, làm nào bây giờ Hiếu ơi? Im xem nào, bình tĩnh đi mới giải quyết được chứ. Nhưng mà giấc mạng đấy. Cái gì đây? Thôi, ngồi mãi đây không ổn đâu. Đi tìm ba đứa nó đi. Ừ đi, nhưng mà mày... Ôi, sợ, tao ra quần mất rồi. Ui dại. Tại tao quên cũng đóng bình. Ui, đi đi đi. Điện thoại đâu? Đánh, đánh, rơi. Mất điện thoại, mất điện thoại thôi. Mình xuống địa ngục, ngục rồi anh. Không cần biết. Nhưng mà điện thoại mày đâu? Ồ, em cũng mất luôn rồi đại ca. Mà bọn ma nó lấy điện thoại làm gì nhỉ? Nó chơi điện tử à? Làm sao tao biết được? Anh ơi, hay là mình đi về đi. À, thôi đi vào. Này mày ơi, sao cái tiếng hú này quen thế nhở? Tiếng của bọn Long Tô. Hôm nay chúng nó cũng đến đây còn gì? À đúng rồi. Này, có khi nào nó chơi bọn mình để bọn mình sợ quá bọn mình chạy không nhỉ? À, cũng có thể đấy. Mình trêu lại nó, cho nó chưa? Được, chơi đi. Dám trêu bọn ông, cho chúng nó đái ra quần. Doa bọn mình nữa đấy. Tao hiểu. Hóa ra là chúng mày à? Chúng mày đã chơi tạo đúng không? Ai thèm? Bọn tao đang chinh phục cái nhà này nhá. Không phải chúng mày thì ai? Nói nhanh không mày tin tao gàng mồm chúng mày sao? Không phải đâu. Bọn tao chỉ định giả ma để dọa chúng mày thôi. Thế nhưng mà chưa kịp dọa thì va vào chúng mày rồi. Thả nó điêu làm chó. Thật? Thật. Từ lúc bọn tao vào đến giờ bọn tao chưa trêu chúng mày phát nào cả. Còn chạy trốn thì chẳng được ấy. Nãy đang đứng đây, tự nhiên có cái đầu bay đến rồi hết cả hồn. Nó đây này. Nó đầu giả. Vẫn thật chứ? Thì vẫn thật. Nãy nhá, bọn tao còn gặp một cái đầu y như này chui ra từ bao tải cơ. Thế là bọn tao ngất luôn. Thế tỉnh dậy thấy chúng mày hết, định trêu chúng mày tí. Thế nhưng mà chạy luôn đây. Được, tao tạm tin chúng mày. Ừ. Mà này, thế hai đứa chúng mày bị dọa cái gì ấy? Cũng thế, cũng cái đầu này. Thế là bọn mình bị dọa y như nhau á? Thế mà sao chúng mày có hai đứa thế? Tao tưởng đông lắm mà. Thì lúc bọn tao bị ngất vì cái đầu ở trong cái bao tải ấy. Thế lúc bọn tao tỉnh dậy chẳng thấy cái Tuyến, cái Quỳnh, cái Thảo đâu cả. Bọn này nhát như cái, ngất y như bọn tao. Anh nhỉ? Mày không nói không ai bảo mày câm đâu nhá. Em câm luôn. Này, bây giờ bọn tao đi tìm chúng nó. Chúng mày có đi cùng không? Đông người ấy, sẽ an toàn hơn. Dạ, được. Thế nhưng mà biết tìm chúng nó ở đâu? Thì bây giờ mình cứ đi quanh cái nhà này này tìm thử xem. Rồi đó, đi. Bỏ ra chỗ nào.
làm sao đấy? Ô, tao không biết. Tự nhiên tao muốn đi vào căn phòng này. Thế thì đi. À, đi. Thả bọn tao ra. Thả làm sao được? Dám đấu bọn tao à? Chúng mày thua rồi, bây giờ chúng mày là tù binh của bọn tao nhé. Được rồi, chúng mày cứ chờ đấy, rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Mùi vẫn thở. Ôi, tim vẫn đập đấy. Thế không phải ma à? Ôi, giả ma. Điện thoại. Đại ca, cầm ra đấy. Dạ alo ạ. Đã xong chưa? Mang hết hàng ra cửa sau đi, xe chờ sẵn rồi. Dạ vâng ạ. Giọng mày làm sao đấy? Đây có thằng con đấy ở mũi em bẹp dí, em khó thở. Nhưng mà bạn đại ca yên tâm, em xử cho hết rồi. Tốt, nhanh lên, bọn tao đến rồi, mang ra ngoài đi. Dạ vâng. À, hóa ra là bọn này giả ma để lừa bọn mình vào đây rồi bắt cóc bọn mình à? Này, báo công an đi. Giờ báo công an thì không kịp. Chúng nó đang gần tới cửa rồi. Bây giờ mình phải làm sao? Kéo dài thời gian để công an tới. Thế giờ phải làm sao? Tùy bọn ta với bọn mày không ưa gì nhau. Thế nhưng mà bây giờ ấy, chúng mình phải chung một đội. Được không? Được. Bây giờ chúng mày giúp chúng tao đi tìm ba đứa con gái. Đi. À khoan, hai thằng mày trói nó lại. Đi nào. Hiếu ơi, mọi người đang bàn tán cái vụ mà bọn mình bắt ma hôm qua này. Tiếc là hôm qua mình bị con ma nó lấy mất điện thoại, chứ không mà live stream lên nhá, kiếm được ối tiền.
lần sau mình đi ấy, mình phải giấu thêm một cái điện thoại nữa để nếu có việc gì mình còn dở ra mình like, chứ như hôm qua tiếc đứt ruột. Thôi thôi thôi, tao thấy giữ được mạng là may lắm rồi đấy. Đúng đấy, không có lần sau nữa đâu. Tớ sợ lắm rồi. Ai, nếu như hôm qua anh em mình không ở hai đầu chiến tuyến là thành một đội ngon đấy nhỉ. Cảm ơn mày đã phối hợp nè. Ai, anh sư mày, mày đứng lại thằng nhiệt.